Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái phần 2 của chương trình, tôi xin nói thêm về cái chi tiết trong cuộc thảo luận ở trong nội các Nguyễn Tân Dũng. Thưa quý vị, trong cái cuộc thảo luận đó có hai điều rất là quan trọng và tôi rất ngạc nhiên tại sao nội các Nguyễn Tân Dũng đã thảo luận và đã đưa ra những cái điều không có đúng với cái những cái điều mà Ủy ban soạn thảo hiến pháp đã đệ trình và đã đưa ra lấy ý kiến toàn dân có nghĩa là nội các Nguyễn Tân Dũng đã cứu xét lại những cái nội dung của bản dự thảo hiến pháp và đã thảo luận trong một cái phiên họp ở tại Hà Nội. Thưa quý vị, trong cái phiên họp đó có hai cái điều. Cái điều thứ nhất họ nói rằng bên cạnh phần khẳng định nhân dân thông qua hiến pháp thi hành hiến pháp ở lời nói đầu thì các cái điều khoản liên quan khác trong hiến pháp cũng cần được sửa đổi, bổ sung tương ứng Điều 30 dự thảo hiện tại ghi công dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức ý dân, trưng cầu ý dân cần được sửa lại cụ thể hơn theo nguyên văn lời của bản tin của chính phủ. Công dân có quyền biểu quyết về hiến pháp và các việc trọng đại của quốc gia, trình tự, thủ tục, giá trị hiệu lực của trưng cầu ý dân do luật định. Thưa quý vị, cái điều này phù hợp với cái bản hiến pháp nguyên thủy năm 1946 khi ông Hồ Chí Minh và Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam lúc đó đã đưa ra thì cũng y hệt như thế này. Tức là người dân có hai cái quyền, cái quyền quyết định sau cùng về một bản hiến pháp, tức là phải đưa ra trưng cầu ý dân sau khi Quốc hội đã thông qua rồi. Và thứ hai, tất cả những việc hệ trọng của đất nước có liên quan đến vận mệnh của đất nước đều phải đưa ra trưng cầu ý kiến người dân. Đấy là nội dung cái bản hiến pháp năm 1946 đã nói như thế. Và giờ đây cái nội các Nguyễn Tấn Dũng cũng lập lại y nguyên như thế. Có điều là khác với cái hoàn cảnh bây giờ. Là tại sao cái nội các Nguyễn Tấn Dũng lại có những cái quyết định không phù hợp với những cái ý kiến của cái cái ban soạn thảo cái bản dự thảo hiến pháp năm 1992. Quý vị cũng biết là cái ủy ban soạn thảo đó là do Chủ tịch Quốc hội, tức là một trong những ủy viên Bộ Chính trị đứng đầu cái ủy ban đó và quy tụ những nhà làm luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Đấy là một cái điều ngạc nhiên. Thưa quý vị, cái điều thứ hai rất quan trọng là liên quan đến quyền con người. Cái bản hiến pháp sửa đổi đang lấy ý kiến toàn dân có rất nhiều hạn chế trong cái vấn đề quyền con người. Bao giờ cũng liên quan đến cái vấn đề an ninh và rất nhiều những điều kiện khác. Tuy nhiên trong cái cuộc thảo luận ở nội các Nguyễn Tân Dũng thì họ viết như thế này. Trên tinh thần khoản 2 điều 15 dự thảo sửa đổi hiến pháp cần giới hạn hẹp hơn nữa căn cứ giới hạn quyền thành quyền con người quyền cơ bản của công dân chỉ có thể bị giới hạn bằng luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia và sức khỏe của cộng đồng. Cái điều này hoàn toàn khác với cái bản dự thảo thưa quý vị. Cái bản dự thảo có những cái điều khoản nó như thế này. Cái trường hợp là có liên hệ đến vấn đề trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội. Tuy nhiên lại không có điều nói rằng phải căn cứ theo luật pháp. Ngược lại, nội các Nguyễn Tấn Dũng đã viết thêm vào nói rằng là phải căn cứ theo luật. Tức là cái quyền đó, tất cả những cái hạn chế đó phải có luật hạn chế, chứ không phải là hạn chế một cách vu vơ, một cách không có những cái điều kiện nào. Đấy là một sự mơ hồ của cái bản, bản dự thảo đang thảo luận trong nhân dân bây giờ. Ngược lại, cái đội các Nguyễn Tân Dũng đã quy định là phải có luật lệ đàng hoàng để quy định là những cái hạn chế quyền người dân như thế nào. Thưa quý vị, đó là điều rất khác biệt mà do cái bản dự thảo do ông Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban thưa quý vị. Một cái điều nữa là thưa quý vị, khi mà tuyên bố đưa ra cái con số 26 triệu người dân đã góp ý kiến cho đến ngày 31 tháng 3, thì tất cả những cái sự góp ý kiến đó là do Tuy thuộc vào của chính phủ là vì người dân không có cái sự lựa chọn nào khác. Người dân chỉ có sự lựa chọn là ký đồng ý. Là bởi vì không ký đồng ý thì gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Sơn Hùng đã công bố trong cái phiên họp ngày 8 tháng 4 vừa qua tại Hà Nội như, như sau thưa quý vị. Hình thức tham gia rất phong phú, không khí thảo luận trên các diễn đàn rất sôi động trong đó có đấu tranh đảm bảo những tinh hoa trí tuệ của nhân dân và bác bỏ những xu hướng cách suy nghĩ không phù hợp tình hình thực tiễn đất nước trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị vấn đề đặt ra là tình hình đất nước hiện nay như thế nào mà những cái ý kiến trái chiều của người dân góp ý vào bản hiến pháp lại không thích hợp, lại không được thảo luận trong cái vấn đề này. Chính vì những cái điều cháy khoái này, những cái điều mập mờ này mà đã bị lên án ở trong nước. Cái người lên án gây gắt nhất là thưa quý vị là ông Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 96 tuổi, nguyên đại sứ của Cộng sản Việt Nam tại Trung Quốc trong cái thời kỳ xảy ra cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Thưa quý vị, trong cái lời tuyên bố của ông đã phổ biến ngay sau đó ở trên mạng Internet, ông Nguyễn Trọng Vĩnh viết như thế này. đã gọi là ý kiến nhân dân thì muôn hình muôn vẻ rất nhiều ý kiến khác nhau với những ý kiến khác nhau tiêu biểu đều cần được đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng của nhà nước mới công bằng đằng này chỉ đưa ý kiến một chiều là không quang minh chính đại thưa quý vị đấy là lời cáo buộc của ông thiếu tướng nguyễn trọng vĩnh một trong những công thần của đảng cộng sản việt nam Thưa quý vị, cái phản ứng thứ hai mà tôi cho là cũng rất gay gắt trong vấn đề lấy ý kiến người dân và do ông Nguyễn Sinh Hùng công bố trong cái cuộc họp ở tại Hà Nội vừa qua cho rằng là có những cái sự mập mờ ở trong đó là vì nhà nước đã làm một cách hết sức tùy tiện. Người thứ hai đó là thưa quý vị là ông Đoàn Vương Thanh tức Nguyễn Thanh Hà 79 tuổi, cựu phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tức là cái cơ quan thông tấn của chính phủ thưa quý vị ông ấy là một nhà báo ông ấy nghỉ hưu rồi và cái lời của ông ấy viết phản ứng như thế này vội vàng thông qua hiến pháp với khá nhiều điều nói dối về góp ý và chỉ góp ý theo ý đảng thì có lẽ kết quả của cuộc vận động này cũng bằng không hàng chục nghìn tỷ đồng tiền mồ hôi công sức của nhân dân được ném vào cuộc góp ý ông ấy viết chữ góp ý trong ngoặc kép sẽ ra sông ra biển chẳng mang lại lợi ích gì nhiều cho dân chúng. Cuối cùng thì đâu vẫn đóng đấy. Đất nước vẫn bị chìm suy thoái tệ hại vào về kinh tế, rối loạn về xã hội, băng hoại thêm về đạo đức, không biết đến khi nào mới ngóc đầu dậy được. Thưa quý vị, đấy là những phản ứng của chính những đảng viên Đảng Cộng sản, của chính những cựu viên chức của chính phủ Việt Nam, chứ không phải là ý kiến của những người dân bình thường. Thưa quý vị, đấy là cái sự mập mờ, một cái sự dối trá đối với cái vấn đề được gọi là lấy ý kiến ở trong nước. Thưa quý vị, cái điều này đã bị nhà văn nhà thơ Bùi Minh Quốc ở Đà Lạt phản ứng một cách gay gắt. Ông đã gửi trở lại các website ở trong nước, tức là các nhà báo tự do ở trong nước. Một cái bài lên tiếng của ông ấy, ông ấy đã lên tiếng và gửi cho Đảng Cộng sản Việt Nam, gửi cho Quốc hội. Từ năm 1993, ông ấy đã đề nghị là phải bỏ cái điều 4 hiến pháp. Hồi đó, ông ấy viết nguyên văn như sau thưa quý vị. Phải chăng vì Đảng mất chỗ đứng trong lòng dân nên mới phải bám vào điều 4 để ngồi trên đầu dân và bước đi trịnh trọng trên đôi chân cà kheo một bên súng còng tức là quân đội và công an, một bên loa tức là hệ thống thông tin đại chúng độc quyền. Như vậy rõ ràng, điều 4 chỉ cần thiết cho một bộ phận đã tha hóa, cố thủ sau bình phong đảng lãnh đạo để giữ đặc quyền đặc lợi, chứ hoàn toàn không cần thiết cho đảng mà lại làm hại đảng. Thưa quý vị, ông cũng còn viết thêm như sau. Điều 4 là một bằng chứng hiển nhiên về sự đối trọi giữa danh và thực, một xảo thuật cầm quyền hết sức mất dân chủ, nói thẳng ra là sự dối trá, một sự dối trá bao trùm trên toàn bộ đời sống xã hội. Thưa quý vị, đấy là lời của nhà văn, nhà thơ Bùi Minh Quốc ở Đà Lạt. Thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm ngưng chương trình của tuần này. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.